Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Để trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn tham quan xem cái dự án của Thiên Lộc. Mà từ trước đến nay thì dự án Thiên Lộc này cũng đã được giao bán rất là nhiều các cái lô đất. Mà hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị để cho quý vị có thể so sánh đối với cái dự án của Thiên Lộc với các cái dự án khác. Đầu tiên thì tôi sẽ check lại gần cho quý vị để cho quý vị xem cái dự án này, để quý vị có thể thấy được rằng là một trong những cái dự án của khu Thiên Lộc nó có những cái thuận tiện gì ở bên cạnh cái dự án mà chúng ta đi qua. Để vào dự án thì chúng ta phải qua trường cao đẳng Việt Đức này. Và khi mà qua trường cao đẳng Việt Đức thì chúng ta đến một cái cung đường mất khoảng độ 200 m thì chúng ta sẽ ra đến một cái cung đường 29 m từ Thiên Lộc mà tới đây nó sẽ lên đến Cô Si. Đây là cái cung đường nó đến Cô Si. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Và cái cung đường ở phía bên này thì nó lên Hồng Vũ. Thế thì cái dự án ở đây thì chia sẻ cho quý vị thì nó có các cái block người ta đang phân lô, người ta giao bán ở đây. Thì hiện tại bây giờ ấy, thì là chúng ta mua bán ở cái giai đoạn này là giai đoạn mua đi bán lại rồi, chứ không phải là mua của dự án nữa. Dự án thì hiện nay bây giờ người ta vẫn đang giữ lại 5% còn lại để người ta làm sổ. Khi nào người ta làm sổ xong ấy, thì bắt đầu người ta mới giao cho mình sổ, mình thanh toán lốt là 5% còn lại. Hiện tại bây giờ thì tất cả các lô đất ở đây thì người ta cũng đã đều vào 95% rồi. Tôi muốn chia sẻ cho quý vị với các cái lô đất đây, người ta cũng phân lô ở đây rất là đều và rất là đẹp, giá trị đường xá thì thuận tiện. Các cái cung đường này thì thật sự với quý vị là cực kỳ thuận tiện rồi, giải nhựa hết rồi, và các cái ô đất ở đây đều phân lô ngon nghẻ rồi, chỉ mỗi một cái là chúng ta bây giờ phải chờ bìa thôi. Thì cái việc phân lô ở đây thì quý vị thấy được rằng là như các cái lô ở mặt đường 29 m này thì quý vị thấy là nó có cái diện tích là 106 m này, 101 m, 105 m, 102 m, 100 m, và có cái lô góc là 93,6 m. Đấy. Cái lô góc bên làn 2 này thì nó có 87,2 m, lô trong là 91 m và lô trong nữa là 90 m. Còn các cái lô trục vào của nó thì là đều 100 m. Ở đây thì người ta phân lô cũng khá là chi tiết như thế này. Ở đây thì có block 8, giới thiệu với quý vị thì cái block 8 này là cái đằng sau của cái block 8 này thì nó có ngay cái block 8 này là nó có hai lô đối mặt với lại hai cái mặt đường, một là cái mặt đường của đường trục chính, đường này người ta gọi là đường Thống Nhất. Cái đường Thống Nhất này ấy, thì nó rất là rộng, bản thân cái đường Thống Nhất này hiện tại bây giờ thì nó cũng rộng lên đến cả chục mét, cả hành lang của nó là 17 m, và cái mặt đằng sau này của nó là thì nó rộng 7 m, chưa trừ hành lang. Thế thì chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được rằng là ở đây ấy, nếu như nói đến cái block 8 này, cái block 8 này ấy, thì với cái giá thành khá là rẻ. Cái mặt ngoài này thì tôi không nói, mặt ngoài này thì nó sẽ rơi vào từ 10 triệu cho đến trên 10 triệu một mét. Còn cái block đằng sau này, tức là cái lô đằng sau này, thì nó có những cái giá thành rất là rẻ, chỉ có hơn 600 triệu mà chúng ta đã có cái lô đất ở mặt đằng sau này rồi. Vị trí thì nó rơi vào có hơn 6 triệu một mét. Đấy là chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị để cho quý vị so sánh sang các cái dự án khác, để quý vị thấy được rằng là
À, ở Thiên Lộc này hiện nay thì đất nó đang ở mức độ như vậy, thì quý vị so sánh sang các cái dự án khác xem là nó có rẻ hay không, nó có đáng để đầu tư hay không. Bản thân chúng tôi thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị như vậy, bởi vì chúng tôi thấy là hiện tại thì cái dự án của Thiên Lộc này là một trong những cái dự án được đánh giá là đang có cái mức giá thấp nhất. Thì khi mà cái mức giá thấp nhất như vậy thì có lẽ rằng là chúng ta lên đầu tư thì nó sẽ có cái thuận lợi cho quý vị. Còn sang đến cái block 9 này thì cũng vậy, với các cái lô đất mà ở tại cái khu vực này thì thường thường là quý vị thấy được rằng là cái giá thành mà từ cái đường 29 mét này vào đến đây thì nó rất là gần. Khu vực này có thể chúng ta kinh doanh được, mà trong khi đó thì rất nhiều các cái tiện ích ở đây, đúng không ạ? Thế cho nên là cái giá trị ở đây thì nó vẫn còn rất là rẻ. Còn các cái mặt đường của 29 mét này này thì hiện tại bây giờ nó đang dao động là hơn 9 triệu một mét cho đến hơn 10 triệu một mét. Đó là cái mặt đường của 29 mét này. Thế thì cái việc mà tiện ích ở đây thì nó như thế nào? Thì ở đây thì giới thiệu với quý vị là nó đầy đủ các cái tiện ích. Quý vị có thể thấy được rằng là có vườn cây xanh, có hồ điều hòa, rất là nhiều, đúng không ạ? Và về cái bên trong này thì ở đây thì nó cũng có một cái chùa. Quý vị thấy không ạ? Khu vực này nó có chùa, có vườn cây xanh, có các cái tiện ích ở đây, nhà văn hóa. Đấy. Thế cho nên là giới thiệu với quý vị thì đối với các cái dự án mà chúng ta biết được rằng là tất cả các dự án thì người ta đều có các cái tiện ích. 100% các dự án thì đều có các tiện ích. Thế cho nên là chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị, và chúng tôi sẽ thu bé nó lại một chút để cho quý vị xem các cái tiện ích ở đây. Quý vị thấy đây không ạ? Có nhà văn hóa khu vực này, có bãi đỗ xe này, giữ xe khu vực này. Đấy. Có chùa chung hiện trạng, và quý vị thấy là có cả nhà trẻ, các đơn vị dịch vụ thương mại hỗn hợp, đất công viên cây xanh, trạm xử lý nước thải, và đây là cái hồ điều hòa, quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta sang cái khu vực bên cái này là cái ngòi này, đây là có một cái ngòi này. Quý vị thấy không ạ? Nó chạy xung quanh đây, nó bao quanh cái dự án của Thiên Lộc này, thì nó có một cái ngòi. Và bên này ngòi thì cái giá đất ở bên này nó hơn 5 triệu một mét. Tôi chia sẻ cho quý vị gần hơn một chút để cho quý vị nắm được là đây là trường Việt Đức, đây là doanh trại quân đội là trung đoàn 209. Đấy, quý vị thấy không ạ? Và quý vị thấy là cái khu vực bên này này là cái khu vực mà nó đang quy hoạch 66 ha, thì có bến xe, có chợ, có trường học, có công viên, có bể bơi, có sân thể thao ở khu vực này. Đấy, nó cạnh cái doanh trại quân đội của 209 này. Thì nó đang bắt đầu đầu tư ở khu bên này. Còn bên đằng trong này là cái đây là hướng đi về Phổ Yên, đúng không ạ? Thế cho nên là chúng tôi mong muốn rằng là trong cái dự án của Thiên Lộc hiện tại bây giờ đang giá nó rất là rẻ như vậy, thì chúng ta có nên đầu tư hay không? Còn các cái dự án như là dự án của Hồng Tiến vừa rồi thì quý vị thấy nó lên đến cái giá thành vô cùng kinh khủng. Có những lô đất nó lên tới cả 40 triệu. Còn lô rẻ nhất ở đấy hiện tại bây giờ nó cũng trên 10 triệu, 12, 13 triệu. Rẻ nhất bây giờ cũng là 11 triệu. Thì tôi mong muốn rằng là quý vị so sánh giữa cái tiện ích của khu vực này và cái tiện ích của tái định cư Hồng Tiến mà vừa rồi người ta đấu giá. Hai nữa là quý vị có thể so sánh sang các cái dự án Tân Tiến hay là dự án của Tấn Đức. Thì quý vị thấy được rằng là tất cả các dự án mà chúng tôi biết được thì hiện nay cái dự án của Thiên Lộc đang là rẻ nhất, giá thành rẻ nhất. Mà các cái lô ở đây thì nó cũng rất là đẹp, đường xá thì rất là thuận tiện và vị trí thì cũng rất là ok. Cho nên là những người nào mà quan tâm đến các cái dự án để đầu tư thì quý vị có thể quan tâm đến cái dự án của Thiên Lộc. Nếu như quý vị nào có nhu cầu muốn tìm hiểu sâu hơn về dự án này, quý vị có thể liên hệ đến số hotline 0982 573 882.
chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi với cái video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.